vô cái miếng đất này thì mình làm ảnh, mình làm ăn giờ. Còn cái công đoạn mà mình từ trên trển mình bò về rồi mình bò đi là mình toàn bộ là mình không có ghi giờ gì hết á. Mình làm trên kia thì anh chủ nhà nó có chia sẻ thì không tranh thủ bò về đây đi anh ơi. Ngay chỗ này cũng có camera nữa thì cũng đỡ. Tuy tuy ở đây không ai ở nhưng mà cũng có camera thì nó giám sát mình. Em muốn làm gì thì em ở nhà em có gì em coi giùm, tại camera nó quản lý qua cái điện thoại á. Tranh thủ bò anh kia đi làm, hôm qua làm mấy con chút à, sáng nãy quên đu đài nó một chút à, đi. À, đứng đây làm như mình thấy cái con mương dưới này nó bự hơn con mương trển. Ở trển thì mình đứng mình chòm mình phả là giáp luôn á, còn dưới này làm như chắc phả không tới, không tới thì có thể là mình nằm xa xa này nè, cái mình đưa ra cho nó giáp cái mương bên đây. Nước hôm qua nhiều bữa nay rút ra bớt rồi, có thể là cái ống bọng này nước ròng á, rồi ảnh mở bọng cái cho nó chảy ra luôn. Ở đây có bọng này. Làm sớm thì nó cũng tập cho cái thói quen, cũng quen rồi. Chiều thì cũng nghỉ cũng sớm, chiều khoảng cỡ 4:30 là muốn nghỉ rồi đó. Này có cái nút mình bóp lại là mình lên là thoải mái lắm. Ở dưới có cái đồ cái con bố nó chịu lại, muốn lên nhiều lên nè. Đó cái dính trong cái gào lại đó, cái có dĩ mình cười cái tính thủ sẵn đồ nghề hết trơn rồi đó, là lên xe, là chiều lên xe là ngủ đó. Mà thấy bờ khô ráo nè, rồi bò về mình đi bò không mà không có dĩ, nó cũng khỏe nữa. Tại công đoạn này mình đâu có ghi giờ gì đâu, tới trển là mình mới tính giờ người ta. Tới đây chắc chưa được nửa đường đâu. Cuối cùng cũng tới, qua làm tới đây rồi ngưng luôn đây. À vậy là nước nước biết đâu rồi, nước rút về con mương. Cái ranh của ảnh thì từ trong cái cây đó mình ra khoảng cỡ hơn gang nữa là đất của người ta, nên ảnh cũng có nói thì bỏ đừng có tới cái cây tràm trong kia, nên cứ vậy mình nhắm tới hoài. Con mương qua bỏ cao dữ lắm mà giờ nó lún xuống ha. Mùa lề này hơi cao rồi, để gạt cho nó bằng mặt nước là vừa. Rồi rồi rồi. Mình chòm chòm rau này nè, xe xích nó nằm nằm cặt cái đường rây. Cũng không biết là cái ranh này đây dưới thẳng hay không nữa. Mình cầm cái cây mình làm cái chững để mình chạy, mình bám theo cái hàng cây này mình làm cái bờ. Mình thì mần thì cũng dở lắm, mình mà múc cái bờ coi được được một chút. Rồi đưa ơi, vậy đó, nữa nữa cầm vài cây đó đi, nó ra. Không có cái cây cầm làm cái chuẩn để mình canh cái lần cái bờ á, làm chút đi bậy à. Như ở phía trước đó, nó mình giật vô chừng chít gì nè, nếu vậy em đi thẳng luôn thì cái mặt bờ này nó bự nè. Làm ruộng mình đâu cần mặt bờ bự đâu,
mà mình thực ra mình không biết cái ranh bên đó nó thẳng hay không. Thường thấy ranh thì chắc có thể là nó thẳng, nhưng mà tại cái lỗi mình làm cái đoạn đầu tiên nó hơi to, mà càng đi xuống thì nó to nữa, nó càng bờ to thì ở trạng này nè nó càng thiếu đất nè. Mình làm từ trển xuống đây mà đất bây giờ nó đang ngang này nè, nếu làm to nữa thì nó sẽ thiếu đất ở chỗ này nè, nên mình giật lại liền. Canh được cái lượng đất là bao nhiêu đâu để mình phá đâu, cái này là vừa phá vừa làm bờ luôn mà.
ăn cây rồi cái thấy mình canh cái nó trong việc làm mình nó cũng lẹ nữa. Mình cứ nhắm cái lằn xích ngoài chỗ này nè. Mình nói với tài xế mình chạy nhắm xích thì sao người ta cười. Mình nhắm vậy nè, mình vuốt theo cái lằn bên đây là mình chạy là cái bờ nó thẳng nè. Mình cũng chưa biết chạy cái bờ này thẳng hay không nữa. Nhưng mà mình ráng làm hết cái khả năng. Nếu mình không có hàng cây này mình chạy một chút nó đập tùm lum mà mình khó có. Tại lúc mình chồm ra chồm lợi đó rồi xích mình chạy nó giặt qua giặt lợi nè, cứ mình nhắm hoài chút tức lớt à. Có hàng cây nó cũng đỡ rồi, nó tự tin trong việc làm nữa. Tới giờ trưa rồi, chủ nhà anh mất tiêu luôn rồi, sáng giờ không thấy anh ra luôn. Cái lớp đất đen đen đó là cái lớp ruộng hồi xưa mình lấy bằng cái đó thôi, còn bên trong đó mình cho cao lên. Ít bữa nó lúng xuống dừa luôn đó. Hôm qua trên trển mình quăng cao quá cao luôn mà sáng ngày thấy mất tiêu hết rồi, lúng xuống. Giờ nó bỏ ở dưới cái nghỉ trưa một chút cái lên làm. Tới đây cây bỗng mất tiêu hết trơn, tới đây sáng giờ mình cầm tới đoạn này là hết rồi, chút nữa lên cầm nữa. Là chiều nay bò xuống chắc gần á, chiều xuống tới dưới này bò dưới gần rồi. Ở thành quá quê mình thì thường mình nghe là làng mai Tân Tây á, ở khu này nè, bển nguyên rừng mai nữa đó. Rồi mai nó rất giá quá trời rớt, lúa gạo giờ lên bão lụt rồi chiến tranh tùm lum ở trên này, giờ lúa gạo có giá rồi. Em canh từ trong cái ranh ra, trong cái cây ra chừng cách chừng hai mét gì đó, cầm cái chuẩn đi, đây mất tiêu chuẩn hết trơn rồi. Cứ nhắm đại trong đó ra chừng 2 thước. Chứ giờ cây nhiều quá nè, cây ba cái mai còn nữa rồi không thấy đường cầm rồi. Cái cuộc sống này ai kiếm được đồng tiền cũng vất vả lắm. Như mình thấy anh chủ đất nè, anh đi từ hồi sáng sớm mà tới chiều tối luôn anh mới về, mà mình mấy ảnh là ướt nhẹp không có khô á. Anh giao hết cho mình làm. Mình làm thì mình làm hết được khả năng, cũng muốn làm tốc độ lắm. Mà chiều dài này xa quá, nên mình làm bao nhiêu rồi mình tính bao nhiêu, chứ nữa mình làm mình còn bớt anh nữa. Chứ đâu phải mình làm, dù mình làm miếng đất là 30 tiếng, đâu phải mình lấy hết 30 tiếng đâu. Em bớt tình nghĩa cho anh em lại cho người ta, sau này tao gặp mình còn vui vẻ rồi. Chứ mình mà lấy hết rồi cái làm lần đi luôn á. Ngoài đó mình làm sương sương được rồi, nữa rồi anh muốn xả lúa, anh còn máy xới trục còn nữa. Chứ mình ở đó mình tha hoài đó chết luôn á. Giờ mình làm muốn làm sao làm mà anh đâu có ở đây đâu, nhưng mà tự mình làm mình biết hả. Giờ cần dài đẩy một cái nó đỡ hết sức, đổi đi 2 bát. Làm mà có chủ nhà ở đây cái mình làm nó dễ, còn không có làm cái thấy khó. Làm thì sợ làm ra nhiều giờ đầu cái sợ anh không hiểu, cái anh nói mày mần gì đâu dở mần câu giờ, sợ nói vậy cũng sợ lắm bụ. Nhưng mà thôi đi, thì mình làm bằng cái lương tâm của mình mà. Tới đây là mình thấy cái lượng đất mà nó đi ngang ngang vậy là mình thấy đúng hướng rồi. Chứ tới đây mà đất mà nó gom để nó dư một đống một cái là chết luôn á.
mình thấy nó không có ngay à. Giờ mình bỏ thì nói chung bỏ thì bỏ đại chứ không biết không có nhắm được là râm tới đâu nữa. Cứ bỏ hở hở đại trong cây tràm đó ra chừa dày đi. Thì chủ đất bên đây người ta ra nói thì mình tính nữa. Sao mà cái đoạn ở chỗ này sao có mương nhỏ xíu xíu không biết. Mà xuống tới dưới qua cái đường ống ngang đó là mương bự rồi đó. Giờ mình dời đất xéo xéo ở dưới một chút. Làm chứ cũng canh canh coi lượng đất nó sao sao nó đủ hay thiếu nữa. Thấy mà đất nó dư nhiều quá cái mình nhóm cái bờ lên chút để cho nó chứa đất. Cái rồi nhưng mà cái bờ này bờ làm ruộng mà đâu có cần thiết gì mà mình vuốt cho nó bóng đẹp lên. Làm cái này là thấy cũng tạm ổn rồi. Để chút mưa xuống cái bò không kịp luôn á.